Mới đây tại chương trình đối thoại kinh tế Việt Nam 2020 với chủ đề Tổng quan kinh tế Việt Nam 2019 và thách thức kinh tế 2020, các chuyên gia đã phân tích, đánh giá, chia sẻ chuyên sâu các vấn đề của nền kinh tế Việt Nam trong năm 2019 cũng như những thách thức trong năm 2020. Năm 2019 là một năm thành công của nền kinh tế Việt Nam với nhiều chỉ số ấn tượng như đạt và vượt 12 chỉ tiêu quốc hội đề ra từ đầu năm, GDP ước đạt khoảng 7,02%, xuất nhập khẩu tăng trưởng lên mức trên 500 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng du lịch đạt tới con số 15-16%, gấp 3-4 lần mức tăng trưởng chung của ngành du lịch toàn cầu, thu ngân sách đạt trên 1,6 triệu tỷ, nợ công đã được đưa xuống dưới mức 55% GDP, Tuy nhiên, nền kinh tế của Việt Nam còn rất nhiều thách thức khó khăn phải đương đầu trong năm 2020 và những năm tiếp theo. Đại diện công ty CSI Singapore cho rằng 70% xuất khẩu của Việt Nam hiện tại do các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài và nhập khẩu cũng ở tỷ lệ tương tự. Điều này cho thấy kinh tế Việt Nam đang lệ thuộc một phần vào đầu tư nước ngoài. Đáng nói hơn là khả năng ứng dụng khoa học công nghệ của doanh nghiệp còn rất ít và hạn chế, nên chưa bền vững và độ rủi ro rất cao. Tính tổn thương của nền kinh tế cũng vì thế mà gia tăng. Do đó, để nền kinh tế hội nhập bền vững, Việt Nam phải tiến đến xây dựng hoàn chỉnh nền kinh tế số, đẩy mạnh áp dụng công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, quản trị, vận hành. Tại chương trình, các chuyên gia kinh tế đã trao đổi, phân tích và dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô năm 2020. Đồng thời, các doanh nghiệp tham dự chương trình có cơ hội được giao lưu và tìm kiếm giải pháp quản trị doanh nghiệp.